Cuộc sống như những khối Rubik muôn màu. Và mỗi một lần làm chương trình, tôi lại muốn mở ra một mặt của khối Rubik ấy, kể cho quý vị nghe câu chuyện của nó đầy đam mê và tình yêu. Lần này sẽ là mặt nào của khối Rubik ấy? Hãy cùng đến với Studio H9 hàng cuối tuần. Mỗi lần mà thấy ai rạng rỡ với những cái nụ cười nham hiểm như thế này thì là mình chỉ muốn đứng lên mà đi về thôi đó mọi người. Có phải chăng là thời kỳ 365 là Xuân Thạch không có được nhìn đúng cái thế mạnh của mình, cho nên là nó bị mờ hơn so với những thành viên khác? Em thích làm màu vậy thôi, trời em gãi quá em ngại chứ em thích muốn chết. Ngoan y xin cho ghiền, cầm tiền ra tới đi đừng quyền. Mỗi người yêu một kiểu khác, miễn có tiền là xinh như tiên. Tiền này mua xe mới, còn tiền này sắm nhà mới. Có làm thì mấy có ăn, chẳng cùng lo bữa xin lăng. Yeah! Lan Ngọc anh, em đang diễn Lan Ngọc với anh. Quý vị coi trailer là biết ai rồi phải không ạ? Phải kể tội liền cho quý vị nghe rằng đây là chương trình đến đây là mùa thứ 3. Nghĩa là 3 năm liên tục mời nhân vật này không được. Lúc nào cứ mời tới là anh rất là bận và... thật ra thì tôi rất là miệt mài, bởi vì tôi tin rằng là đến một lúc nào đó thì chúng tôi phải ngồi lại với nhau thôi. Không phải trên truyền hình thì cũng phải là một lúc nào đó. Bởi vì tôi rất là muốn hỏi bạn ấy rất là nhiều điều và tôi dành toàn bộ điều đó cho ngày hôm nay. Xin mời mọi người cùng gặp gỡ ST Xuân Thạch. Xin chào anh Tùng Leo cũng như là tất cả các quý vị đang xem chương trình Studio H9. Và hôm nay thì ST rất là vui khi được có mặt tại đây. Không phải là tại vì em không có nhận lời anh đâu, mà là vấn đề là những cái lúc mà anh mời em á, nó chưa, mình chưa có duyên với nhau. Và em có những cái lịch trình riêng biệt quá mà mình chưa có thể gặp gỡ. Nhưng mà hôm nay chúng ta đã có cơ hội để mà ngồi đây để cùng trò chuyện với nhau, thì em nghĩ rằng là duyên của mình cũng chưa có hết đâu anh ơi. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với từ khóa đầu tiên dành cho anh bạn này nhé. Sơn Thạch. Tôi không có ý định để chữ ST ở đây là bởi vì tôi nghĩ rằng là nó có hai ý nghĩa. Một là back to basic, quay trở lại với nguyên bản của một nhân vật. Và thứ hai là see the future, nhìn tới tương lai cũng của một nhân vật. Và tất cả những cái điều đó nó sẽ được thể hiện bằng những câu hỏi trong ngày hôm nay thưa quý vị. Và bây giờ sẽ là gói câu hỏi nhanh dành cho ST trước. Em đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi ạ. Ok, câu số 1, bắt đầu với nghệ thuật là bộ môn nào, khi nào, tại sao? Bắt đầu với nghệ thuật là bộ môn vũ đạo gọi là nhảy múa đó. Thì là từ năm 8 tuổi là em được gia đình hướng theo. Câu số 2, 3 từ nói về 365. Gia đình, thanh xuân và tài năng. Câu số 3, ca hát, nhảy múa, diễn xuất thích lĩnh vực nào nhất? Thích tất cả, em là một người đàn ông tham lam tí xíu. Nhưng mà nếu mà để phải lựa chọn thì chắc là sẽ chọn một cái mà mình giỏi nhất, chắc là nhảy múa. Câu số 4, hình tượng mà ST theo đuổi. Hình tượng mà em theo đuổi là một chàng trai nghệ sĩ đa năng. Và hy vọng rằng là tất cả các khán giả đều nhận thấy được điều đó của ST, cố gắng mỗi ngày. Và câu cuối cùng, ước mơ tương lai. Ước mơ tương lai của em là hạnh phúc. Khi mà mình làm tất cả mọi thứ, mình cũng đều hướng tới cái sự chữ hạnh phúc hết. Và em nghĩ rằng là đây là một cái ước mơ của rất là nhiều người. Bây giờ mình nói cái ước mơ tương lai mà nó gần gần hơn chút đi. Ví dụ giống như là bây giờ, năm nay năm sau làm sao đó. Ước mơ của em là giống như người ta là học nữa học mãi đó, thì em là càng ngày càng nổi tiếng hơn đó, thí dụ vậy. Tại vì bây giờ hiện tại thì em cũng đã được mọi người nhận biết được rất là nhiều rồi, nhưng mà em đã nói với anh á, em là một chàng trai hơi tham lam tí xíu và em mong muốn rằng là cái sự nghiệp của em sẽ càng ngày càng đi lên nhiều hơn nữa và những cái con đường nghệ thuật của em sẽ được nhiều người đón nhận hơn. Chúng ta quay trở lại với câu hỏi về lĩnh vực yêu thích nhất, nó cũng trùng với lại cái câu hỏi số 1 là cái khởi đầu của bạn á. 8 tuổi mà bắt đầu tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật múa đúng không? Sau này mình gọi là nhảy. Vậy thì hồi đó bạn có nghĩ là lớn lên mà sẽ gắn bó với nó không? Hồi nhỏ là em có một cái mơ ước thôi. Nghĩa là mơ ước lớn lao nhất của em được làm công an. Thực ra là tại vì gia đình của em, ba mẹ của em cũng đều là làm trong lĩnh vực đó. Cho nên là em hồi nhỏ thì mình rất là ước mơ được làm điều đó. Nhưng mà rút cuộc rằng là khi mà mình ở nhà thì mẹ lại thấy mình có khả năng về nghệ thuật nhiều hơn. Giống như mẹ em đưa em đi đến những cái nơi mà hồi xưa là có chương trình Tuổi Thần Tiên, anh biết không? Đó. Thì khi mà em xem cái chương trình đó, em bắt đầu ở nhà là em chơi những trò chơi rất là khác. Có nghĩa là em lấy những cái mà hộp bút màu, anh biết màu nước không? Nó sẽ có những cái hộp 12 màu. Em sẽ phân ra thành
12 cái nhân vật bọn em sẽ làm thành một cái sân khấu, rồi em dàn dựng một cái chương trình như thế nào đó. Sau này mẹ em thấy em có khả năng và mẹ em đưa em đi học nghệ thuật. Trong tất cả những đỉnh cao của bạn thì tôi thấy là bạn đã đạt được rất là nhiều rồi. Ca hát bạn cũng có chỗ đứng của mình, nhảy múa bạn cũng có chỗ đứng của mình, diễn xuất bạn cũng có chỗ đứng của mình. Bây giờ cái tiếp theo bạn muốn là cái gì? Tiếp theo em muốn là làm sao khi mà anh nói á, nên là anh tự công nhận thôi là em có những cái chỗ đứng của em, nhưng mà làm sao để mà duy trì thì nó sẽ là một vấn đề khó khăn hơn. Bởi vì mọi người biết rằng là trong nghệ thuật á, hay là trong bất cứ một cái ngành nghề nào đó, mà để mà mình duy trì cái sự thành công của mình hay là duy trì cái chỗ đứng của mình đã rất là khó rồi, nó chỉ là cái việc đi lên. Đó lý do tại sao mà em cũng đang cố gắng từng ngày để mà mình duy trì cái chỗ đứng của mình, để được trong lòng khán giả nhiều hơn, và để cho khán giả luôn luôn ghi nhớ là SD Sơn Thạch là ai và là một chàng trai như thế nào. Chúng ta sẽ nói về SD Sơn Thạch của ngày hôm nay, khi mà bạn ấy đã định danh được mình một cách rõ nét ở trong làng nghệ thuật. Tại sao Tùng dùng từ là định danh? Là bởi vì thật ra nghệ sĩ trẻ họ có một cái khát khao, mà khát khao này muốn đạt được nó rất là mất thời gian. Đó chính là thể hiện rõ mình có một cái nét riêng mà không phải ai cũng lầm lẫn được. Và có rất là nhiều người bước vào nghệ thuật, bước ra không làm được chuyện này, rất là khó. Thì Sơn Thạch đã có cái chuyện này rồi. Chúc mừng cho em tìm được cái con đường đi của mình. Nhưng mà cũng sẽ có rất là nhiều người, người ta nói như thế này nè. Hình như á, là từ khi ra khỏi 365 á, thì Sơn Thạch mới tỏa sáng. Có phải chăng là thời kỳ 365 là Sơn Thạch không có được nhìn đúng cái thế mạnh của mình, cho nên là nó bị mờ hơn so với những thành viên khác? Chắc cũng có thể là như vậy. Và nếu như mọi người biết, thì mọi người biết về 365 thì sẽ biết là em là một thành viên nhỏ nhất trong 365. Cho nên là khi mà em được trải qua một cái quá trình với 365 á, thì em cũng sẽ gọi là, bởi vì mình nhỏ nhất mà, cho nên suy nghĩ mình chưa có chín chắn bằng những người anh của mình. Thì đó lý do tại sao mà em đi những bước đi nó hơi chậm hơn tất cả mọi người. Và em cũng có một cái quan điểm khác, đó là thà mình đi chậm mà chắc còn hơn là mình đi nhanh mà mình bị lạc đường. Đó lý do tại sao mà em sau khi mà tách ra khỏi 365 thì em cũng bắt đầu là tìm kiếm cho mình những cái cơ hội mới, rồi những cái bước đi riêng của mình. Và ngoài ra thì em cũng thấy có một cái câu rất là hay, đó là muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau, muốn đi nhanh thì hãy đi một mình. Bởi vì cái khoảng thời gian mà tụi em ở trong nhóm 365 á, thì tụi em muốn đi cùng với nhau. Đó lý do tại muốn đi xa. Cho nên là em chỉ tập trung vào cái việc là mình đi cùng nhau thôi. Lúc đó em chưa có tập trung vào cái chuyện solo của mình nhiều quá. Và em cũng chưa tập trung vào cái chuyện là mình sẽ phải tỏa sáng hơn những thành viên khác như thế nào. Nhưng mà khi lúc mà 365 gọi là tan rã rồi, thì em mới bắt đầu tập trung vào những cái đường hướng của mình nhiều hơn, và để cho khán giả thấy được SD Sơn Thạch là một người như thế nào nhiều hơn. Tôi có một cái sự ví von á, là ST mà cái thời 365 á, là đang đứng ở trên một cái lò xo, và bạn đang ấn xuống, và bạn ấn xuống đến gần như là chạm đất, và bạn bung một phát một là bạn bay luôn. Tôi rất là muốn hỏi là cái tâm trạng của bạn trong những ngày đang bị ấn xuống nó như thế nào. Bởi vì á, trong cùng một nhóm mà ai cũng nổi bật hết, thì người ta thấy ST nhắc tới là người ta dùng từ bình thường. Người nghệ thuật á, thì người ta đều sử dụng não phải hết. Và khi mà sử dụng não phải là mình sẽ sống rất là cảm xúc. Cho nên là đó lý do tại sao mà lúc mà ở trong 365 á, nhiều khi em khóc thầm hoài anh. Em khóc thầm hoài, em nói là trời ơi tại sao mà mình lại, nhưng mà mình khóc thầm thôi, mình không có cho ai biết nha. Kiểu là nhiều khi mình nói là ồ, tại sao mình lại không đủ mạnh mẽ để mà mình có thể chinh phục tất cả mọi thứ, và mình có thể làm tốt hơn tất cả mọi thứ, mặc dù mình là có một cái khởi điểm là mình bắt đầu nghệ thuật sớm hơn tất cả mọi người. Và em cũng chia sẻ với anh biết luôn là trong công ty VA á, là em là người vô đầu tiên, chứ không phải là tất cả các thành viên khác. Và em cũng là người phụ cho công ty của chị Bân, giúp tìm ra các thành viên còn lại. Sau này thì tự nhiên mình thấy cái sự tiến bộ của người ta rất là rõ ràng. Và mình chỉ dậm chân tại chỗ thôi, thì mình mới thấy là hình như là mình có gì đó sai sai đó. Thì sau này khi mà mình solo và mình trưởng thành hơn rồi, mình biết suy nghĩ hơn, thì mình mới thấy là mình cần phải làm những điều gì đó nó tốt đẹp hơn cho cái con đường nghệ thuật của mình. Và đến bây giờ thì em nghĩ rằng em cũng đã hé mở được một tí xíu rồi. Còn nếu mà gọi là bay cao thì em cũng chưa dám nhận là bay cao lắm đâu. Nếu mà giờ tôi hỏi là cái thời kỳ 365 bạn tiếc nhất điều gì, bạn sẽ nói cái gì? 365 đối với em á, em không muốn hối tiếc điều gì cả. Bởi vì 365 đã là một cái thanh xuân quá đẹp của em. Và thật ra là khi mà các thành viên trong nhóm 365 mà đứng chung với nhau cũng là những cái mảnh ghép rất là hoàn hảo với nhau rồi. Nếu mà em nói tiếc thì chắc chắn là em không tiếc điều gì hết.
chỉ là mình lâu lâu mình sẽ nhớ về những cái khoảnh khắc đó. Mình nhớ về những cái thời gian mà bốn người đứng chung với nhau rồi mỗi người chia nhau một cái câu hát. Hay là mình nhớ về những cái lúc mà mình đi trên sân khấu mà không có mic, rồi mình phải truyền mic cho nhau, không có đủ mic để cho năm thành viên thì mình phải truyền mic cho nhau để mà mình có thể hoàn thành tốt cái vai trò của mình. Hoặc là em sẽ nhớ đến cái cách xe đầu tiên của 365. Cái show diễn đầu tiên của 365 chỉ có 200.000 thôi. Nhưng mà mọi người phải biết rằng là 200.000 đó tụi em chỉ được nhận 1 trên 200.000, có nghĩa là 20.000 mà chia cho 5 người là mỗi người chỉ được có 4.000 đồng. Wow. Đó là những cái kỷ niệm mà đối với em không thể nào quên được. Và sau này thì nó sẽ là những cái động lực để cho mình cố gắng nhiều hơn khi mà mình bước trên con đường solo. Tôi vẫn muốn hỏi khó rằng là... Bây giờ câu nào anh cũng hỏi khó hết. Trở thành một cái nghệ sĩ đa năng á, nó có một cái lợi là cái gì mình cũng làm được. Nhưng mà cái hại á, là cái người nghệ sĩ đa năng người ta không nhận diện được mình mạnh nhất cái gì hết. Dạ. Thì bạn điều chỉnh cái này như thế nào? Dạ, gần đây thì em cũng lên truyền hình rất là nhiều. Nhưng mà trong mảng game show thì hồi xưa em cũng gặp chị Bân á. Em cũng nói là chị ơi, em rất là muốn làm hoàng tử game show. Thiệt là lúc mà trong nhóm 365 á, là khoảng năm 365 mới ra mắt khoảng 2-3 năm thôi, thì em đã thấy được cái con đường game show của Việt Nam sẽ bắt đầu lớn mạnh rồi. Thì lúc đó em nói là em rất là muốn làm điều đó. Xong chị Bân nói, trời em làm được không? Kiểu đó, anh biết cái chị Bân rồi đó. Thì lúc đó là em mới bắt đầu tham gia vào những cái game show như là Cuộc Đua Kỳ Thú. Thì những năm đó thì mình còn quá trẻ mà mình còn quá nhỏ để mà mình hiểu được. Mình thì rất là thích, nhưng mà mình không thể nào hiểu được là tất cả mọi thứ nó đều là những cái yếu tố bên trong của mình. Mình phải đủ giải trí, mình phải đủ sức hút đối với khán giả thì mình mới có thể làm được những điều đó. Thì sau này thì em mới thấy được là bất cứ một cái gì đó mình làm, mình đều phải đầu tư cho nó rất là kỹ. Và đó lý do tại sao mà sau này mặc dù em muốn làm một nghệ sĩ đa năng, nhưng mà tất cả mọi cái điều mà em muốn em đều phải trau dồi bản thân. Giống như là học hát phải học nhiều hơn. Hồi xưa diễn xuất thì chỉ học chung với 365 thôi. Nhưng mà sau khi tách ra thì em phải cần phải có những lớp diễn xuất học khác. Như là học ở bên EDCAP nè, rồi học ở bên những thầy cô khác nữa. Rồi học nhảy thì mặc dù là mình khả năng vũ đạo của mình tốt, nhưng mà mình không thể nào mà mình cập nhật xu hướng bằng các bạn dancer được. Nên bắt buộc mình phải trau dồi những cái kỹ năng đó nhiều hơn nữa. Thì mỗi lần mà mình học được như vậy á, thì mình sẽ có được thêm những cái kỹ năng cũng như là những cái kinh nghiệm cho bản thân. Thì em nghĩ là đến một lúc nào đó khán giả người ta cũng sẽ nhận định cũng như là người ta sẽ nhìn nhận về cái khả năng của mình, và người ta sẽ công nhận mình là một nghệ sĩ đa năng. Đúng rồi. Và cái sự đa năng của ST còn thứ nữa nha quý vị nha. Đó là ST là người ăn mặc đẹp nhất mà sau năm. Dạ, cảm ơn anh. Cái việc ăn mặc đẹp của bạn á, bạn có nghĩ đến lúc nào đó bạn sẽ dấn thân thêm vào lĩnh vực thời trang không? Bởi vì cái này nha, thành thật với ST luôn, có những bộ đồ anh mặc là anh học theo em. Nghe anh nói vậy thì em rất là vui. Thật ra là bình thường em cũng chỉ mặc theo cái sở thích của mình nhiều nhất. Nhưng mà em nghĩ là sau này biết đâu em sẽ biến cái những cái thế mạnh của mình như vậy, những cái động lực của mọi người khen mình về thời trang, mình sẽ làm những cái kế hoạch cũng như là những cái điều gì đó khai thác về cái chuyện này nhiều hơn để mà mình có thể có một cái thương hiệu riêng chẳng hạn. Tại vì ST tôi nghĩ bạn là người duy mỹ, nghĩa là người rất là thích cái đẹp. Thì các lĩnh vực tiếp theo mà tôi nghĩ ST sẽ từ từ sẽ lớn hết, đó chính là làm ví dụ như làm stylist cho một căn phòng. Stylist cho một cái nhà hàng chẳng hạn, bạn mở một cái nhà hàng mà nó cực kỳ đẹp, tôi nghĩ là chắc chắn là nó sẽ nằm trong tầm tay của bạn. Và tôi tin rằng tất cả những cái gì đẹp nó đều nằm trong tầm tay của ST hết. Nhưng mà mọi người phải biết rằng là có một cái lĩnh vực mà ST sắp lấn sân, đó là MC nha mọi người. Wow. Anh hãy cẩn thận. Chết rồi, mình đã cố tình mình đừng có nói tới phải không? Đặng đừng có phải khen nó có chuyện này, không mà mất show nữa là mệt quá. Em đùa thôi chứ thật ra là ST không thể nào mà bằng anh Tùng đâu. Bởi vì anh Tùng là mặc dù là còn rất là trẻ, nhưng mà anh Tùng cũng là một trong những người MC gạo cội. Trẻ là trẻ, trẻ trong tâm hồn và ngoại hình đó anh, chứ không phải là về độ tuổi. Độ tuổi anh vẫn trẻ so với rất là nhiều người anh chị em nghệ sĩ khác. Cảm ơn em. Còn một cái lĩnh vực nữa muốn hỏi ST, đó chính là nếu như mà ai mà quý ST và nhìn quan sát bạn này sẽ biết được rằng là mẹ ST rất là cưng ST. Dạ. Cái này nói thiệt với mọi người nha, lần đầu tiên trong đời mà Tùng biết ăn yến là nhờ mẹ của ST. Nhỏ lớn không có ăn, không có biết. Thì có một cái khoảng thời gian đó thì Tùng nói là Tùng gắn bó với 36 năm, thì mỗi lần mà cô mang cái gì cho ST, cô sẽ mang cho người khác luôn. Dạ. Và cô là một người phụ nữ cực kỳ dễ thương, hiền lành, ấm áp. Dạ. Và tôi rất là muốn bạn nói về mẹ bạn trong chương trình này.
Thực ra thì anh cũng đã nói hết rồi đó. Anh đã nhận xét về mẹ em rồi. Bởi vì mẹ em là một người phụ nữ rất là dễ thương, rất là hiền lành. Đó là lý do tại sao mà em luôn mong muốn là mẹ của mình luôn luôn theo sát mình. Bởi vì đó là một cái niềm tự hào của em. Và thực ra là bây giờ mẹ em cũng không có làm gì nữa. Mẹ em cũng đã về hưu rồi. Cho nên là mẹ em, nếu mà mẹ em bình thường để cho mẹ ở nhà thì cũng thui thủi một mình tội nghiệp mẹ. Nên là mình cũng muốn là mẹ cũng có những cái giải trí riêng, rồi mẹ cũng có những cái khoảnh khắc thoải mái. Cho nên là em cũng muốn mẹ đi cùng với em, vậy thôi. Còn đây là lời của Tùng, nếu mà bác gái cô có xem chương trình thì là cho Tùng được gửi lời thăm. Và đặc biệt là cảm ơn cô, là bởi vì là đấy, những người bạn của ST đã yêu quý chàng trai này nhiều hơn phần lớn là nhờ cô. Tại vì cô không chỉ là yêu thương con trai mình mà cô còn dành cái tình yêu thương đó cho những người xung quanh chàng trai ấy nữa. Đó là điều mà thật sự ST rất là tự hào. À, câu hỏi cuối cùng đó là lĩnh vực điện ảnh. Chưa, có phải là câu hỏi khó đâu anh? Không, câu này dễ lắm. Là tại vì anh thấy em đóng phim cũng rất là ok. Vậy thì cái vai chị cái mong chờ là gì? Bởi vì em là một cái người rất là tăng động, cho nên em lại rất là thích những cái vai diễn nó phải hoạt động một tí xíu. Chẳng hạn giống như là nếu như mà có một cái vai diễn về cái sở thích của em là về nhảy múa thì chắc là em sẽ rất thích. Và ngoài ra thì em cũng thích một cái vai diễn về võ thuật. Thì đó là những cái mà vai diễn mà em đang muốn hướng tới. Bởi vì thật ra là tất cả mọi vai diễn trong diễn xuất thì em cũng đã thử qua rồi. Nhưng mà những cái vai đó thì trong tấm cám thì mình chỉ đánh hơn một tí xíu thôi, nhưng mà nó cũng chưa có phải là nhiều lắm. Và em thì mong muốn nhiều hơn một tí. Ở thời điểm này nói về một tác phẩm mới của chính mình để cho khán giả được biết hơn thì bạn sẽ nói về tác phẩm nào? Để mà nói về một cái tác phẩm gần đây nhất thì là em vừa mới ra một sản phẩm âm nhạc tên là Phiếu Bé Ngoan. Thì đây là một cái sự kết hợp của em và một rapper nữ đang lên là Ninh Dương Lan Ngọc. Thì em nghĩ rằng là đây cũng sẽ là một cái sự góp giọng rất là thú vị của em. Ở phần đầu tiên này thì chắc quý vị cũng đã thấy một cái bức tranh vẽ chân dung anh chàng này đúng không ạ? Giàu năng lượng, nhiều đam mê, có tham vọng, có tình yêu thương và đẹp trai. Tôi hy vọng rằng là với cái bức tranh ngày hôm nay, quý vị sẽ thêm yêu quý người em của tôi để bạn ấy có cơ hội được đến gần hơn nữa với khán giả ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Và đây chỉ mới có phần 1 thôi nha. Dạ cảm ơn anh. Mới có phần 1 thôi mà em nghĩ rằng là tí nữa về nhà em phải chỉnh lại cái lỗ mũi mình, bởi vì mũi mình đã phỏng mũi quá nhiều rồi. Chương trình tới đây mà khen em nhiều quá nên là em cũng hơi ngại một tí xíu. Trời ơi, người ta hỏi khó thì cũng nói người ta, mà người ta khen cũng nói người ta rồi, làm trời sao em làm cho màu vừa gì lòng. Thôi anh nghĩ sao vậy anh? Em chỉ làm màu gì thôi. Trời, em gãi quá, em ngại chứ em thích muốn chết. Rồi, xin mời quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay ở phần 2 phần mật mã giải trí. Tự nhiên tới phần này là cái nụ cười của tôi rạng rỡ liền, tại vì tôi rất là thích cái phần này thưa quý vị. Và tôi tin là quý vị cũng thích khi mà các nghệ sĩ của chúng ta bị ban biên tập hành hạ các bạn trong nháy nháy. Mỗi lần mà thấy ai rạng rỡ với những cái nụ cười nham hiểm như thế này thì là mình chỉ muốn đứng lên mà đi về thôi đó mọi người. Bây giờ muốn đi về thì phải vượt qua cái ải này. Mỗi một lá thăm là một chủ đề hoặc là tên một nhân vật. Em mở ra, em sẽ phải lần lượt hát và nhảy theo cái chủ đề đó. Đơn giản lắm. Đơn giản gì mà đơn giản như đang giận. Đơn giản ghê anh ơi. Anh nói ví dụ như trong cái tên anh thật ra em sẽ hát một cái bài hát về một người đẹp trai Đức Độ. Dạ. Ha, đạo đức này kia đó, xong rồi em nhảy sao cho ra được anh. Dễ lắm. Em chưa thấy anh nhảy như thế nào. Trời, anh nhảy đẹp lắm. Ví dụ bây giờ khi mà nếu mà em lỡ mà em có bóc chúng anh á thì chắc là em cần anh thị phạm một ok lần. Anh nhảy với em. Dạ. Ok, hy vọng rằng là sau khi mình làm 7 lá thăm này thì tất cả mọi người vẫn tiếp tục hâm mộ mình chứ đừng có kỳ thị mình nha mọi người nha. Will là bài 3D á. Cái bài 3D gì do anh do em hay là do chúng ta gì đó. Will là hay có một cái hành động là trước khi hát hay là kiểu vậy đó. Will là hay kiểu hay có một cái những cái hành động kiểu rất là dễ thương. Do anh, do em hay là do chúng ta. Đó, kiểu vậy. Là xong một cái thử thách rồi phải không mọi người? Đúng rồi, mọi người ơi, SC hát câu 2, SC không hát được đâu. Tại vì em không nhớ lời. Em là chứ... Will, nãy giờ là không có giống em chút nào đó Will à. Will là một, phải, em là một cái nghệ sĩ, em nói về bản thân mình đi. Em là một nghệ sĩ mà không bao giờ nhớ được lời hát. Thật quá ha, nghệ sĩ đặc ngay biệt. Ngay cả bài hát của em cũng không nhớ. Nhiều khi em đứng trên sân khấu em quên lời mà em cười hề hề hoài. Vậy là anh còn hơn em một bậc nữa đó. Anh đứng trên sân khấu anh chỉ nhớ cái lời bảy của bài hát thôi. Thôi nói chung là bây giờ mình không có hát được bài hát người ta thì mình bi ai giùm. Mọi người ơi, mọi người hãy nhớ là đến với những cửa hàng Vua Cua của Will để mà có thể thưởng thức những món hải sản đặc biệt thơm ngon nhất.
Vậy mà chớ hề có mời tao. Cũng đâu có mời em đâu anh. Hai mình nhân sóng truyền hình phải nói cho Will hiểu chuyện này ha. Mình không được mời mà mình sẵn sàng VR. Có phải như ai kia? Thôi tội nghiệp. Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đó từng ngày anh ơi. Ok, bây giờ đến với chị Dân. Đấy. Chị Dân rõ ràng có dấu nặng anh, có phải không? À, sao tự nhiên chị Dân mà em có dấu nặng vô vậy? Lúc đầu em đọc tự chị Dậu không á. Chị Dân. Chị Dân. À, vẫn là một nghệ sĩ không thuộc lời, nhưng mà người chị đi hát một câu duy nhất thôi. 1, 2, 3, 4 có chắc nó nhớ xe bin mất đi hay còn lưu luyến vậy đó. À, đúng. Ê, sao giống như vậy? Hai mày có gì không mà sao giống vậy? Tụi em bạn thân nhau anh. À. Isaac nha mọi người nha. Isaac nha. Isaac là phải hả, năng lượng rất là nhiều, kiểu hùng hục quá là. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng. Ví dụ bây giờ diễn hai cô tiên đi. Đúng, hùng hục luôn á. Hai cô tiên Isaac là hay cười méo miệng qua một bên. Hai ba hai cô tiên là hai cô tiên. À đúng rồi. Đó, Isaac là phải diễn kiểu rất là bị quá lên đúng không? Bị quá lên. 365. Ủa bây giờ em phải phân thân là thành 365 hay sao mọi người? Bài hát hả? À, 365 đi, một cái ca khúc mà cho đến bây giờ vẫn là chưa có một cái ca khúc Việt Nam nào có thể vượt qua được. Đó chính là ca khúc Bóng Bóng Phang Phang. À, okay. Bây giờ mình có thể mở một cái đoạn nhạc của Bóng Bóng Phang Phang, nhưng mà đoạn drop đi, đoạn nhảy thôi. Yeah. Rồi tiếp luôn, còn Bá Thăng. À, Ninh Dương Lan Ngọc nha. Rồi bây giờ mình sẽ rap cái đoạn mà rap Ngọc rap ở trong cái MV của em đi. Ngoan y xin cá ghiền, cầm tiền ra tới đi đừng quyền. Mỗi người dưng một kiểu khác, miễn có tiền là xứng như tiên. Tiền này mua xe mới, còn tiền này sắm nhà mới. Có làm thì mấy có ăn cần cù ló bừa xin lăng. Yeah. Lan Ngọc anh, em đang diễn Lan Ngọc với anh. Anh đừng có hồi hộp vì bản thân em không phải là người vậy. Trời ơi, bà Ngọc ơi là bà Ngọc. Chun. Bây giờ phải diễn ca khúc nào của Chun đây? Hey! Ho! Đây là một bài hát vui. Đây là một bài hát không buồn. Yeah! Đây là một người hát hay. Đây là một người hát không tồi. Không tồi. Không buồn. Đó. Ôi giống nha, giống đó. Ủa hồi đó giờ em có bỏ thời gian để em nghiên cứu với đồng đội em không vậy? Dạ không anh. Em sống với họ cũng 7-8 năm rồi, em rất là hiểu những cái người bạn của em. Còn cái cuối cùng ST là chính mình. Thật ra thì chắc là ST sẽ nhường lại cái lá thăm này bằng cách là mình sẽ phát cái đoạn MV của mình lên trên sóng truyền hình để mà mọi người có thể biết được ST là ai, được không ạ? Yeah, một câu trả lời rất là thông minh và hợp lý. Chúng ta sẽ đến với MV của ST ở phần cuối của chương trình, nhưng mà vẫn còn một phần nhỏ nữa trước khi đến MV. Quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng tất cả quý vị cùng quay trở lại với Studio Hát Chính hàng cuối tuần số ST Sơn Thạch. Và bây giờ sẽ là mật mã chung cho tất cả nghệ sĩ khi cùng đến với chương trình này. Tôi yêu Việt Nam. I love Việt Nam. Việt Nam quê hương tôi. Chắc em cũng biết tại sao rồi đúng không? Khi mà tất cả mọi người đều vượt qua gian khó cùng nhau, anh lại cảm thấy cần phải nói với Việt Nam một cái điều rất là chân thành là yêu Việt Nam vô cùng. Yeah. Tôi rất là muốn được nhân cách hóa đất nước tôi, trở thành một con người để cho những người khác cùng nói về người ấy. Và hôm nay sẽ là ST. Chúng ta có hai câu hỏi thôi. Yeah. Câu hỏi đầu tiên đó là điều gì khi nhắc về đất nước khiến bạn cảm thấy xúc động nhất? ST cũng giống như tất cả mọi người thôi. ST cũng là một người con Việt Nam, dòng máu Lạc Hồng 4.000 năm đó. Thì ST khi mà đi đâu xa thì em đều rất là nhớ cái quê hương của chúng ta. Và em nhớ tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh của em. Và em nghĩ rằng là dù như thế nào đi nữa thì chắc chắn là em cũng sẽ không bao giờ rời khỏi Việt Nam đâu. Tôi nghĩ rằng là rất là nhiều người đang giống như ST, và thậm chí là những người đã đi xa vào thời điểm này họ cũng rất là muốn quay về. Yeah. Rất là nhiều Việt Kiều nói với tôi rằng là đây là thời điểm mà họ mới hiểu được cái giá trị là một người Việt nó quý như thế nào. Và tôi nghĩ rằng đây là nỗi lòng đương nhiên và đáng được chia sẻ, là bởi vì tất cả chúng ta dù như thế nào đi chăng nữa vẫn là người Việt, phải không thưa quý vị? Mà đã là người Việt rồi thì về khoảng cách địa lý nó có xa cách mấy thì cái trái tim của mình vẫn đặt ở miền đất này.
Và giống như ST nói á, rời khỏi mảnh đất này đi vì một cái công việc hoặc là vì mưu sinh hay vì bất cứ một cái điều gì thì cũng có thể được hết. Nhưng mà kiểu gì rồi bạn cũng sẽ quay về thôi. Vậy cho nên là hãy như ST, chọn nơi này để mà phát triển, rồi sau đó có thể cho đi chơi khắp mọi nơi. Dạ. Đúng không? Và câu hỏi số 2 đó chính là sau Covid thì chắc chắn là Việt Nam là điểm đến rất là hot. Dạ. Trên thế giới, và bản thân Việt Nam cũng đang cố gắng đẩy mạnh du lịch để mà đón chào rất là nhiều người bạn quốc tế trong tương lai. Vậy là một người dân Việt Nam, nếu bạn được giới thiệu về Việt Nam ra quốc tế, bạn sẽ chọn lĩnh vực nào? 1. Văn hóa. 2. Ẩm thực. 3. Danh lam thắng cảnh. Em thấy là có rất là nhiều cái mà để mình phải giới thiệu, bởi vì Việt Nam có rất là nhiều thứ mà ngay cả bản thân mình là người ở đây mình cũng rất là thích rồi. Thì tại sao mà mình không có giới thiệu đi? Thì thật ra em thấy cái nào nó cũng hay hết. Bây giờ mình chọn mỗi thứ một cái hay nhất đi. Vào thời điểm này thôi. Vào thời điểm này, nếu như mà sau khi mà mọi thứ nó bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường rồi, thì em nghĩ rằng là em sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người, những người bạn bè khắp bốn bể năm châu của em á, sẽ là về nếu mà danh lam thắng cảnh thì em nghĩ rằng là em sẽ chọn là Sài Gòn, bởi vì đây là cái nơi mà em hiểu rõ nhất, cũng như là nơi mà em sinh ra được, thì em sẽ làm hướng dẫn viên cho họ luôn. Yeah. Một cách nào đó em nghĩ rằng nó sẽ gần gũi và dễ thương hơn. Còn món ăn thì là em lại hơi hướng thích miền Trung một tí, thì em cũng sẽ giới thiệu cho họ những cái đồ ăn mà em thích. Và đặc biệt rằng là em nghĩ rằng là người nước ngoài thì người ta sẽ thích ăn những cái gì nó cuốn cuốn một tí xíu. Em sẽ giới thiệu những cái món mà nem nướng đi. Nem nướng cũng là một cái món mà em nghĩ rằng là sẽ người nước ngoài sẽ dễ ăn. Nếu như mà văn hóa thì em nghĩ rằng là em sẽ cái điều mà em có thể làm được là em nghĩ là em sẽ lồng ghép những cái văn hóa của Việt Nam vào để mà có thể truyền bá một cách rộng rãi hơn cho tất cả các bạn biết về văn hóa của Việt Nam. Chứ em nghĩ là để mà giới thiệu thì rất là nhiều đó. Không bao giờ hết được. Cứ tưởng tượng là chương trình này có ST và nhiều người, thì chúng ta sẽ có một cuốn sổ để mà liệt kê ra là Việt Nam có những gì hay, rồi chúng ta từ từ đi hết. Thật ra Tùng hỏi vậy thôi chứ không cần phải dành cho người nước ngoài, mà dành cho quý vị. Nếu mà quý vị coi chương trình, quý vị sẽ thấy sẽ có những điểm có thể là mình chưa tới, hoặc là những món ăn mình nghe rồi, ăn qua một lần rồi nhưng mà chưa có ăn lại để thật sự cảm nhận được cái độ ngon của nó, hoặc là những lĩnh vực văn hóa mà quý vị cũng đã từng nghe nhưng mà chưa tìm hiểu kỹ. Thì rất là mong thông qua cái phần bé này của chương trình, các nghệ sĩ đưa ra các đề nghị của họ, và quý vị sẽ là những người thưởng lãm trước, trải qua trước, để biết đất nước mình giàu có đến cỡ nào về văn hóa, về ẩm thực cũng như là về danh lam thắng cảnh. Và lúc này thì rất là cảm ơn ST đã cùng đến đây để chia sẻ với anh về bản thân em. Dạ. Về câu chuyện về những người bạn xung quanh em và câu chuyện về đất nước của chúng ta. Em rất là cảm ơn anh Tùng, cảm ơn tất cả các khán giả cũng đã ngồi lắng nghe ST trong chương trình Studio H9, và ST rất là hy vọng rằng là chương trình của chúng ta sẽ càng ngày càng được nhiều người yêu thương hơn. Và mọi người ơi, mọi người cũng nhớ yêu thương ST với nhé, bởi vì ST cũng là một nghệ sĩ, nếu mà nói là già thì cũng chưa phải là già, nhưng mà trẻ thì cũng không còn trẻ nữa. Một nghệ sĩ đang trên con đường phát triển. Dạ. ST đang bước đi trên cái con đường nghệ thuật của mình. Hy vọng rằng là tất cả mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ, cũng như là tiếp thêm sức mạnh cho ST để ST có thể có những bước đi trên nghệ thuật vững chắc hơn nữa. Ở đoạn kết chương trình ngày hôm nay thì chia sẻ với quý vị một điều mà quý vị vẫn hay hỏi, đó là tại sao chương trình chiếu vào buổi khuya mà kết bằng âm nhạc đôi khi là những bài rất là vui nhộn. Thì Tùng tin rằng là buổi tối mà mình nghe nhạc vui nhộn, cái năng lượng nó duy trì tới sáng hôm sau. Và sáng hôm sau là một tuần lễ mới rồi, chúng ta rất là cần năng lượng để bước vào một cuộc sống nhiều cam go, nhiều thách thức nhưng cũng rất là nhiều niềm vui. Và hy vọng là tối nay ST sẽ mang niềm vui đó đến cho quý vị, cái nguồn năng lượng đó đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị một lần nữa và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Anh có bao giờ nghĩ là mai mốt anh sẽ có một cái tài sản là một cái bảo tàng bao gồm tất cả những hình ảnh được xem là Việt Nam một thời kỳ đi qua không ạ? Á là người, á được đi nhiều. Mà đi nhiều rồi thì mình biết mình là ai. Mình chả là cái gì cả. Nó làm cho á bất chấp. Á càng dấn thân vô càng nhiều thì á cảm thấy á càng thích và yêu cuộc sống này ghê gớm lắm. Một trong những cái bộ ảnh mà anh vừa mới nói là ấn tượng nhất trên giờ phút này, đó chính là Tinh thần Việt và cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Ông cái lúc nào ông mới đặt câu hỏi là mày chụp để làm gì? Đó, chụp để làm gì? Và chụp xong rồi kêu quắc đới và kêu xóa hết toàn bộ.